Một game show truyền hình công nghệ cao, một chương trình cực kỳ vui nhộn và hấp dẫn. Và chỉ có ở chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo. Chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo do đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với công ty Mega GS thực hiện với sự đồng hành của Tôn Giác hơn 100 năm từ Úc. Lần đầu tiên tại châu Á, một chương trình giải trí truyền hình đậm dấu ấn công nghệ đẳng cấp vượt trội. Mọi câu hỏi được thể hiện trên một màn hình LED tương tác lớn, thông minh, hiện đại bậc nhất. Với 5 chiếc vòng vàng, tất cả những điều bạn cần làm là đặt chúng vào đúng vị trí cần tìm. Đặt vòng đúng vị trí của đáp án, tiền thưởng sẽ thuộc về bạn. Tiền thưởng càng cao, vòng vàng càng nhỏ. Chỉ 1cm sai lệch sẽ quyết định nên sự khác biệt giữa chiến thắng với giải thưởng cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Hoặc thua cuộc với sự đánh mất toàn bộ số tiền thưởng tích lũy, không đồng. Tất cả chỉ có trong chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo, phát sóng 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Kính mời quý vị khán giả đón xem.